Ok, ngay bây giờ Nhất sẽ hướng dẫn bạn cách mua hosting ở trên Hotamada để tiến hành tạo lập cho mình một cái website, một cái doanh nghiệp online ở trên Internet. Đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị một cái thẻ Visa hoặc là một cái tài khoản PayPal vẫn còn tiền ở bên trong, đúng không ạ? Vẫn còn tiền để chúng ta thanh toán cho nó không bị gián đoạn. Chọn sẵn một cái tên miền yêu thích và các thông tin cá nhân và thông tin liên hệ của bạn, đúng không ạ? Và đó là những cái thứ mà chúng ta cần phải chuẩn bị. Và ngoài xem cái video hướng dẫn này ra thì các bạn có thể lên website forexcenter.com để các bạn tìm đọc cái bài viết, để có thể vừa xem bài viết và vừa tiến hành mua hosting ở trên Hotamada, đúng không ạ? Thì các bạn truy cập vào forexcenter.com và click vào cái biểu tượng kính núp này. Đó, các bạn gõ vào cái ô tìm kiếm ở đây là Hotamada. Đó, thì ở đây nó sẽ xuất hiện một cái bài viết, thì chúng ta click vào và chúng ta đọc, đúng không ạ? Cái bài viết này đã hướng dẫn một cách chi tiết cái cách mua hosting ở trên Hotamada rồi. Và bây giờ Nhất sẽ tiến hành truy cập vào cái trang chủ của Hotamada. Và cái đường link đăng ký Hotamada thì Nhất sẽ đặt ở cái phần mô tả dưới cái video này. Các bạn click và các bạn mua thông qua cái đường link của Forex Center thì các bạn sẽ được hỗ trợ cái cách làm website một cách nhanh chóng nhất, cũng như là các bạn sẽ được Forex Center tặng cho một số cái tài nguyên để làm website, và nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Và ngoài ra các bạn còn có cơ hội kiếm tiền affiliate và được Forex Center hướng dẫn một cách chi tiết bài bản nhất, và có thể kiếm được tiền thông qua cái hình thức đó là affiliate, đúng không ạ? Thì đối với trang chủ này thì chúng ta có thể lựa chọn trên thanh menu này và lựa chọn cái gói SSD Share Hosting on the Cloud này, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta click trực tiếp vô cái banner có đây, đúng không ạ? Đó, thì cái gói Cloud Share Hosting này nó chỉ có 1,2 đô một tháng thôi. Đó, tương đương với một ly cà phê, và nó sẽ giúp chúng ta có một cái doanh nghiệp ở trên Internet vô cùng dễ dàng. Rồi, ở đây thì Nhất sẽ click vào đây, đúng không ạ? Các bạn click vào đây cũng được, hoặc là các bạn click ở trên cái thanh menu này cũng được, đúng không ạ? Ở đây thì Nhất sẽ click vào đây. Bước tiếp theo thì các bạn kéo xuống và lựa chọn cho mình một cái gói hosting phù hợp với cái nhu cầu của bạn. Ở đây thì có 3 gói, đúng không ạ? Thì nếu như các bạn là người mới bắt đầu thì các bạn có thể lựa chọn cái gói là Startup này. Còn đối với gói Web Lab này thì nó là 1,94 đô một tháng, và nó cho chúng ta được phép tạo không giới hạn website, đúng không ạ? Vô cùng tuyệt vời. Thì tùy vào nhu cầu của các bạn thôi, các bạn có thể lựa chọn gói Startup đó hoặc là gói Web Lab này. Đó, thì nếu như các bạn là người mới bắt đầu thì có thể lựa chọn gói này. Còn đối với Nhất thì Nhất muốn tạo nhiều cái website hơn, đó, và nhiều cái dung lượng lưu trữ hơn thì Nhất sẽ lựa chọn gói này. Và Nhất sẽ tiến hành click vào cái nút Select Plan, đúng không ạ? Đó, là click vào đây. Rồi bước tiếp theo thì chúng ta đã chuẩn bị một cái tên miền yêu thích rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta gõ cái tên miền vào đây. Ở đây thì Nhất sẽ lựa chọn là Foreign Business, đúng không ạ? Một cái tên miền đó thì đó chính là Foreign Business. Thì khi chúng ta mua hosting ở Hotamada thì họ sẽ tặng cho chúng ta một cái tên miền miễn phí trong vòng 1 năm. Nếu như chúng ta mua ở nhà cung cấp tên miền khác, đúng không ạ, thì nó đâu đó khoảng 9 đến 11 đô. Tuy nhiên khi chúng ta mua hosting ở Hotamada thì chúng ta sẽ được tặng miễn phí một cái tên miền .com sử dụng trong vòng 1 năm. Đó, thì ngoài ra thì nếu như các bạn có tên miền rồi thì các bạn, hoặc là các bạn mua ở nhà cung cấp khác, thì các bạn có thể click vào đây, đúng không ạ? Click vào cái phần này. Ở đây thì Nhất sẽ sử dụng một cái ưu đãi của Hotamada, đúng không ạ? Đó chính là sử dụng tên miền miễn phí, và Nhất sẽ sử dụng cái tên miền này. Rồi tiếp theo thì khi mà nhập cái tên miền vào rồi, các bạn tiến hành click vào check domain, đúng không ạ? Check domain. Đó, ở đây là chúc mừng bạn, Forex Center vẫn còn, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ tiến hành click vào continue nếu mà còn, còn đâu nếu mà không còn, có người khác sử dụng rồi, có người khác mua rồi, thì các bạn tiến hành thay đổi một cái tên miền khác và các bạn click vô check domain thôi. Ok, tiếp đến thì Nhất nhấn continue để tiếp tục. Rồi, ở cái bước này thì các bạn lựa chọn cái gói sử dụng 1 năm, 2 năm, 3 năm tùy theo nhu cầu của các bạn. Ở đây thì Nhất sẽ lựa chọn cái gói 12 tháng để trải nghiệm.
cũng như là để sử dụng, đúng không ạ? Nếu như các bạn có điều kiện hơn thì các bạn lựa chọn hai gói sau này. Nhất khuyên các bạn nên sử dụng gói 1 năm trước đã, đúng không ạ? Rồi tiếp đến thì chúng ta có chọn cái data center, tức là cái nơi đặt server, đúng không ạ? Ở đây nhất ở Việt Nam thì nhất sẽ chọn Singapore. Đấy. Rồi sau khi lựa chọn hai cái lựa chọn này xong thì chúng ta sẽ click vào review order. Rồi ở cái bước này thì chúng ta tắt cái đi để tránh mất thêm gần 4 đô, đúng không ạ? 3,95 đô chúng ta tắt đi. Cái bước này là bảo mật thông tin thôi, không có gì cả, đúng không ạ? Chúng ta tắt đi không sao cả. Rồi tiếp tục nhấn continue. Rồi, ở cái phần này thì chúng ta sẽ kiểm tra cái hóa đơn của chúng ta, đúng không ạ? Bao gồm một cái gói xe hot, xe hosting, đúng không ạ? Đó, và đăng ký một cái tên miền. Đó, miễn phí này, miễn phí, đúng không ạ? Và điều tuyệt vời là chúng ta được giảm đến 85%, đúng không ạ? Giảm đến 85%. Và các bạn hãy mua ngay, hành động ngay để có thể, đúng không ạ? Để có thể nhận được ưu đãi này. Và cái khoản thanh toán của chúng ta chỉ là 23,31 đô thôi. Đó, rồi tiếp tục, đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta nhấn một check out. Ok. Và ở cái bước này thì chúng ta sẽ tiến hành tạo một cái tài khoản này, đăng nhập thông tin thanh toán này và tiến hành thanh toán. Và các bạn lưu ý nhé, các bạn chuẩn bị một cái thẻ Visa, hoặc nếu các bạn có PayPal thì chuẩn bị PayPal, và cái thẻ của chúng ta và PayPal phải có tiền, đúng không ạ? Rồi tiếp đến thì Nhất sẽ tiến hành điền thông tin vào đây. Các bạn điền họ tên của bạn, đúng không ạ? Điền họ tên của bạn vào. Thì cái phần họ tên này thì tốt nhất chúng ta điền không dấu nhé. Rồi Nhất sẽ lựa Nhất sẽ tiến hành. Tiếp đến các bạn nhập email, đúng không ạ? Nhập email của bạn vào, tên công ty hoặc là các bạn bỏ trống cũng được. Và các bạn chọn cái mã điện thoại của quốc gia, số điện thoại các bạn nhập vào. Và đây các bạn lựa chọn một cái password mới, đúng không ạ? Không phải là password của email đâu, mà ở đây là cái password mà chúng ta sẽ đăng nhập vào host Amada để quản trị cái host này. Rồi các bạn sẽ tiến hành gõ password bao gồm chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt, đúng không ạ? Rồi Nhất sẽ tiến hành gõ password của mình vào. Rồi bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành điền quốc gia, đúng không ạ? Lựa chọn quốc gia Việt Nam, cái tỉnh, thành phố và mã zip code. Mã zip code nếu như các bạn chưa biết thì các bạn có thể lên cái website của Nhất là suannhat.net, đúng không ạ? suannhat.net xuyệt zip code, xuyệt zip code, đúng không ạ? .html đây, suannhat.net xuyệt zip code .html. Rồi các bạn nhấn Ctrl F. Ở đây Nhất ở Lâm Đồng, đúng không ạ? Nhất sẽ tiến hành gõ vào là Lâm Đồng. Và cái mã zip code là 670.000 thì Nhất sẽ tiến hành sao chép và dán vào đây và xong. Rồi địa chỉ, đúng không ạ? Rồi đây Nhất sẽ lựa chọn cái phương thức thanh toán là Visa. Nếu như các bạn có tài khoản PayPal thì các bạn tiến hành thanh toán bằng PayPal, đúng không ạ? Rồi ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành điền 16 chữ số của thẻ vào. Đây, 16 chữ số trên mặt trước của thẻ vào cái ô này, đúng không ạ? Và ngày tháng 5 hết hạn. Đây. Tháng 5 hết hạn đây. Và 3 chữ số mặt sau của thẻ. Đó, và Nhất sẽ tiến hành điền lần lượt vào, đúng không ạ? Rồi, điền ngày tháng vào, đúng không ạ? Điền tháng 5 hết hạn vào. Rồi, 3 số mặt sau của thẻ. Rồi bước tiếp theo thì chúng ta sẽ click vào cái phần này. Đó, đúng không? Lựa chọn Z nhé. Rồi tiếp đến thì các bạn kiểm tra lại thông tin một lần nữa. Kiểm tra thông tin lại một lần nữa. Rồi ok rồi, đúng không ạ? Các bạn lưu ý là ghi nhớ cái password nhé. Ghi nhớ password của các bạn. Đó, ghi nhớ password. Để chúng ta tiến hành chúng ta đăng nhập. Rồi ok. Bước tiếp theo chúng ta nhấn check out. Và chúng ta chờ một chút để xử lý, đúng không ạ? Để
Hot Amada xử lý đơn hàng cho chúng ta. Về nhất đã nhận được email gửi về điện thoại rồi. Rồi chúng ta thử đăng nhập vào email đúng không ạ? Đây các bạn, chúng ta đã nhận được. Đó. Ok, sau khi mà chúng ta mua thành công rồi thì chúng ta sẽ được đưa đến cái trang quản trị hosting của Host Amada đây, đúng không ạ? Đây, và chúng ta đồng thời chúng ta nhận được những cái email và cái hóa đơn, đúng không ạ? Email, cái hóa đơn đây. Hóa đơn được hoàn thành đây, đúng không ạ? 3,31 đô đó, rất là tuyệt vời. Và như vậy là chúng ta đã mua cái hosting thành công rồi. Và bây giờ thì Nhất sẽ tiến hành hướng dẫn bạn tạo một cái website với Host Amada, đúng không ạ? Ok. Đó, các bạn có thể thấy active, đúng không ạ? Và nếu như các bạn không mua được hay là thanh toán bị lỗi thì các bạn có thể chat, đúng không ạ? Chat với cái người hỗ trợ, đúng không ạ? Ở đây. Đây các bạn có thể chat với người hỗ trợ ở đây để họ hỗ trợ các bạn có thể thanh toán được. Đó. Vô cùng tuyệt vời.